là Mesut Ozil, Julian Draxler và Thomas Müller. Còn người chơi cao nhất trên hàng công là một chân sút trẻ, Timor Werner, người mặc áo số 9. Có một sự khác biệt ở đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu ngày hôm nay. Ngay trước khi cùng hướng theo những bước chân của nhà vô địch thế giới đội tuyển Đức, ngày hôm nay họ sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương. Trên màn hình của quý vị lúc này là đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018. Thủ môn áo số 1 và là người đeo băng đội trưởng là Manuel Neuer. Bộ đôi trung vệ của đội tuyển Đức là Mats Hummels áo số 5, Jerome Boateng áo số 17. Các hậu vệ gồm có Joshua Kimmich áo số 18 bên cánh trái, Zlatan Hát áo số 2 bên phía cánh phải. Hai tiền vệ trung tâm là Toni Kroos và sao trợ lý gồm có ông Sokhandan Reza và ông Mansouri Mohamed Reza. Ngoài ra còn có các trọng tài, trợ lý trọng tài về video. Đây là đội hình xuất phát của đối thủ đội đương kim vô địch thế giới trong trận đấu ra quân, đội tuyển Mexico, với thủ thành mang áo số 13 là Ochoa. Hàng tứ vệ gồm có Carlos Salcedo bên phía cánh phải, hai trung vệ là Moreno và Ayala. Bên phía cánh trái là Gallardo. Ở trận này thì Mexico cũng chơi với đội hình 4-2-3-1. Đó là thất bại mà họ đã giành vé. Cơ hội dành cho các thủ Mexico. Rất may cho đội tuyển Đức, đó là một tình huống ngăn cản kịp thời của trung vệ Jerome Boateng. Joshua Kimmich cũng đã có phần mắc lỗi. Khá luống cuống. Đội tuyển Đức đang nhập cuộc không mấy tự tin. Và bất ngờ đã xảy ra. Kiên do Kimmich chỉ thắng được một trận. Tony Werner. Cơ hội đầu tiên của đội tuyển Đức đã thuộc về chân sút trẻ Timor Werner. Đây cũng là cầu thủ trẻ 8 vào 1962. Đội tuyển Đức đang chơi Svela, cầu thủ đang thi đấu ở Mỹ. Có một người ra quân trong trận đấu ngày hôm nay. Cú đá không thành công. Lozano, người đe dọa khung thành của Manuel Neuer đầu tiên. Mặc dù là dự bị, tuy nhiên Ter Stegen lại là thủ môn chính. Khá nguy hiểm. Pha dứt điểm bằng đầu tiên của cao thủ Mexico. Rất nguy hiểm, không vào. Chút nữa đã có pha đốt lưới nhà của cầu thủ Mexico. Nhưng trước đó là... Và lúc này họ đang vẫn triển khai lối đá sở trường. Chicharito đã không dứt điểm ngay. Khó rồi. Là Schweinsteiger đã giải nghệ. Bây giờ thì người không vào. Cầu thủ của Mexico đã không được một pha gì. Không được. Tình huống quét vào vị trí của Kimmich. Cơ hội của Mexico. Charito, một cầu thủ chỉ cắt. Có rất nhiều cảm hứng. Suýt chút nữa thì cầu thủ Mexico lại có một cơ hội nguy hiểm. Pha thoát xuống vừa rồi của Miguel Lozano. Dứt điểm đi, Lozano vào. Đúng như những gì mà chúng tôi đã dự đoán thì cánh trái vẫn là cánh mà cầu thủ Mexico sử dụng nhiều. Và vừa rồi thì Lozano, tiền vệ cánh trái, đã mang về bàn mở tỷ số cho cầu thủ Mexico. Một bàn thắng đầy bất ngờ. Chúng tôi đã nói đến sự nguy hiểm trong những tình huống phản công của cầu thủ Mexico. Và điều đó đã đến. Hãy cùng xem lại một pha phối hợp. Và xử lý giữa vòng vây ba cầu thủ Mexico. Volley. Hàng phòng ngự của Mexico vẫn đứng vững. Một quả phạt cho đội tuyển Đức. Những gì mà cầu thủ Mexico đang thể hiện. Cruz. Không vào. Bóng đã đập trúng vào xà ngang. Cứu có lẽ là rất kỹ về lối đá của Julian Draxler. Kimmich. Mexico đang chơi phản công rất hay. Guardado. Cơ hội dứt điểm. Không vào. Vừa rồi huấn luyện viên Juan Carlos và các học trò đang trình diễn một lối đá rất ấn. Nghỉ giữa hai hiệp vừa qua là rất. Zlatan Hát dứt điểm. Kimmich.
cú dứt điểm. Ozin, Draxler. Một pha phối hợp rất đáng tiếc, vẫn còn. Đó là một đường chuyền hơi lỡ nhịp cho Carlos Vela. Vẫn để cho cầu thủ Mexico có cơ hội phản công. Không vào. Một cơ hội rất đáng tiếc. Nhưng vừa rồi thì... phản công. Jerome Boateng. Phát tung người vô lê khá bất ngờ của Joshua Kimmich trong một tình huống xâm nhập vòng cấm của đối phương. Tỏ ra hợp lý hơn. Như vậy... cơ hội! Draxler! Sẽ thuận lợi hơn nếu như Draxler có thể dứt điểm chân trái. Và kết thúc rất nhanh cận thành của Timo Werner. Chicharito! Chicharito đã ngã rồi! Nhưng không có tiếng... vẫn là Marco Reus dứt điểm ngay! Rất hay! Dứt điểm! Cú ra chân rất nguy hiểm và cũng đầy bất ngờ của Toni Kroos. Cơ hội! Không vào! Layun. Tốc độ rất tốt Layun. Không vào! Đội tuyển Mexico. Dứt điểm! Không nữa! Layun! Layun đã di chuyển. Bóng đến chân của Layun. Dứt điểm! Không vào! Cú sút của Leicester, Toni Kroos rất khẩn trương, dứt điểm. Rồi, Marco Reus vẫn còn, không vào. Hàng phòng ngự của Mexico vẫn đứng vững. Một cú ra chân rất nhanh. Julian Brand hướng bóng bổng nữa chăng? Cú sút. Müller, trong khe. Eco thể hiện trong trận đấu này. Đến chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển Đức trong những lần gặp nhau ở vòng chung kết World. Như vậy là cuối cùng thì tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Một cơn địa chấn thực sự đã xảy ra tại sân vận động Luzhniki. Cầu thủ Mexico đã làm nên một chiến thắng có thể nói là lịch sử khi đã khiến cho đội đương kim vô địch, đội tuyển Đức đã buộc phải thất trận ngay ở trận đấu đầu tiên. Huấn luyện viên Joachim Löw cùng với các học trò đã làm